đây là một bình ác quy. Nếu như mà anh em đi để xe lâu ngày không sử dụng, chắc chắn là nó sẽ không sạc được điện và nhiều lần như vậy nó sẽ hỏng. Một bên này hơn 300.000 xe gan, và cực kỳ bây giờ xe gan nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều vấn đề anh chị kích nổ bình dùng smart key đó. Cho nên là anh em hãy theo dõi video này và nhớ chia sẻ để mọi người anh em chúng ta cùng cách để mà bảo quản chiếc xe của mình thật sự tốt hơn. Mọc xin chào tất cả anh em nha. Thì sẽ có rất là nhiều anh em mỗi sáng mà dắt cái xe ra đề cũng không được, mà đạt cũng không nổ, bực cái mình. Tại vì sao? Tại vì cái SUV của bạn nó đã hết. Mọc xin chào tất cả anh em nha. Thì trong thời gian gần đây thì anh em kỹ thuật viên chúng tôi trung bình một ngày thì đi lưu động và kích bình cho khách hàng tầm 1, 2 hoặc là 3 cái SUV. Thì tại vì sao như vậy? Vì xe của anh chị chúng ta để trong nhà trong thời gian này khá nhiều, khá dài, 1 tuần 2 tuần, thậm chí có thể nhiều hơn, và không sử dụng xe thì chắc chắn cái quy nó sẽ không được nạp điện và sẽ hết. Thì tuy nhiên trong quá trình hết thì những dòng xe Tiga là sẽ rất bất tiện, đặc biệt là những dòng xe Smart Key bây giờ, thì không kể cả Honda, Yamaha và Suzuki, thì anh em để xe trong thời gian dài không sử dụng, không đề nổ thì chắc chắn nó sẽ hết bình điện. Và vấn đề hết bình điện nó sẽ gây ra hiện tượng có thể là hỏng cái bình, chi phí một cái bình phải trên 300.000. Cho nên là anh em chúng ta phải để ý, trong thời gian chúng ta đang giãn cách xã hội, có nhiều khách hàng, nhiều anh chị em chúng ta không đi ra ngoài được, và chiếc xe của bạn cũng không sử dụng được, thì mình nên chắc cái xe ra để bên ngoài, anh em có thể đề nổ trong vòng khoảng cỡ 10 đến 15 phút để đảm bảo cho cái xe nó được vận hành, rồi nó được sạc điện vào ác quy, đảm bảo cho vấn đề ác quy chúng ta còn có tuổi thọ được bền hơn. Thì đó là một cách để mà chúng ta bảo trì bảo dưỡng cái xe của bạn được an toàn. Thì Mậu cũng chia sẻ cho anh em đến những cái ý như vậy để anh em có những cái chủ động. Mà hiện nay thì có rất là nhiều hãng Honda hoặc là các hãng xe, họ đã có những cái số đường dây nóng hỗ trợ hotline cứu hộ cho các bạn, thì các bạn có thể lưu lại thông tin để giúp đỡ hỗ trợ cho bạn trong đợt dịch này. Còn vấn đề chú ý là chúng ta đang, nếu như mà nhiều hết ở trong khu vực ở chỉ thị 15 hoặc 16 hoặc là giãn cách rồi thì họ sẽ không đi lại được, cho nên là anh em cần chú ý để mà mình bảo dưỡng xe mình sẽ tốt hơn. Thì hy vọng rằng thì anh em có thể chia sẻ video này để cho tất cả anh chị em chúng ta sử dụng xe sẽ được nắm bắt được những cái thông tin thật sự bổ ích, để mà sau khi để trong thời gian dài chúng ta dắt cái xe ra, chúng ta đề nổ có thể mà đi lại nó được thuận tiện hơn, nó khỏi phải bất cập. Nếu như anh em thấy có vấn đề hay thì có thể là cho mà một tim hoặc là follow. Xin được cảm ơn các bạn.